Em xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Sang 24. Em lại lên mắt kính tiếp tục trong video này. Quý anh chị chú bác mình chốt đơn, mình nhắn giùm em cái mã nó có cái chữ cái. Đừng đọc cái chữ số 0. Số 0 là em sẽ bị nhầm giữa cái video khác đó quý anh chị ạ. Như vậy là em sẽ không có chốt đơn được. Những cái số mà không có nằm ở trong cái video của gần nhất thì em sẽ báo là hết hàng. Rồi em giới thiệu quý anh chị chú bác một cái kính mát hôm nay đẹp cực kỳ luôn. Cây này trồng đẹp cực kỳ luôn, không có vết xước nữa hết. Những kính này thì quý anh chị mua rất là mắc tiền ở bên Nhật ha. Đó là một cái kính gọng Titan của hãng Hazuki nội địa Nhật. Bua Titanium, cái phần gọng Bua Titanium. Đây là cái kính lúp dùng để đọc sách hoặc là để làm việc, soi các thứ ha. Độ phóng đại nó chỉ có 1.6x. Tức là dường như là kính lúp nó chỉ có đâu đó là 1.6 hoặc là 1.8, chỉ trong hai cái đó thôi. Đeo trên mắt mà chứ không phải là cầm tay, cho nên là nó độ phóng đại nó tới đó thôi. Mình có thể soi một cái vật gì đó khi làm việc, muốn soi mạch điện tử, soi cái gì đó mà vừa thôi thì mình lấy cái cây này ha. Nó không có thể phóng đại như một cái kính điện tử mà của những anh làm mạch điện tử, làm những cái mạch máy tính nha. Rồi đẹp long lanh, cái này thì em bán 500k quý anh chị à, 500k. Em có một cây một thôi. Lâu lâu em có một cây chứ không phải là em lâu lâu, tức là cái lô hàng á, khi mình mua về á, tới đâu thì mình khui ra tới đó, cứ soạn ra tới đâu là em lại lên làm mã rồi em lau chùi nó cho nó sạch sẽ lại á, em bán. Cho nên là có những cây á, là nhiều khi quý chị hỏi á, là thật sự là không có thiệt, nhưng mà tự nhiên cái hôm sau nó lại có. Lý do là đơn giản là em hàng nó vừa về tới thì bắt đầu em cắt ra, em khui ra, nó lại có nữa. Rồi chốt mã đầu tiên của video này là C4 dùm em. C4 cây này thì 500k ha. Cây này 500k. 500k cây này nó dừng gần như mới. Quý anh chị mua được cái cây này bây giờ mua mới ha. Em bảo đảm quý anh chị không dưới 3 triệu cây này. Không dưới 3 triệu ha. Mã C4 dùm em 500k. Cái mẫu này bây giờ là nó còn là cái mẫu ngày trước rồi. Bây giờ là hãng Hazuki này nó bỏ mẫu này. Nó làm bằng gọng nhựa không? Nó không có làm gọng titan. Vì cái cho nên là cái mẫu này là phải nói là nó dạng hàng ít mua được ha, mua mới cũng khó mà mua. Rồi một cái kính đẹp long lanh, cái kiếm này là một cái kính gọng, em bán cái gọng thôi, bởi vì cái cây này thì nó bên trái nó là 0.75, còn bên phải nó lão 0.5 ha, 0.5 đó. Cái trồng thì phải nói là đẹp rồi, trồng thì nó đẹp nhưng mà cái trồng này thì nó bị lệch ha, nó bị lệch, cho nên là em bán cái gọng thôi. Cái gọng này quá thanh thoát. Rộng titan 100% quý anh chị. Nó là rộng nội địa Nhật đó, nhưng mà do cái chữ nó quá nhỏ thành ra là nó khi mà lâu ngày lau chùi được các thứ nó bị bay nè. Bên đây nó còn lại nè, titan nè, dẻo cực kỳ. Gọng tâm quý anh chị à, gọng tâm nhỏ ha, gọng tâm mà nó rất là thanh mảnh, từ các cái viền này nè nó thanh mảnh, đeo lên mặt ai thích cái kiểu mà thanh mảnh thì mình mua ha. À, kiểu thanh mảnh thì mua. Những cái mẫu thanh mảnh này rất là ít gặp được một cây ha, ít có gặp được những cái mẫu thanh mảnh như thế này. Bề ngang đo được cái cây này là 134, như vậy là khuôn mặt trung từ 135 quý anh chị chú bác mình mang được tới 150. Đối với cây này thì mình mang được 155 luôn nha. Đó, 155 luôn, nó giãn nở ra. Chiều dài càng thì cây này 140, bề ngang trồng là 52, bề ngang cầu kính là 18, gọng cực kỳ dẻo và độ mới cao, chỉ có cái đuôi càng của nó hơi bị xước nè ha, cái đuôi càng nhựa đó. Chiều cao trồng thì lên được là 32. Rồi chốt giùm em cái gọng này 280k, 280k mã C5 ha. C5 280k. Cái này quý anh chị về cắt một trồng ha, mình cắt lại một trồng để mình đeo, còn không thì mình cắt mới luôn. Một cái gọng hình chữ nhật nữa nè. Hình chữ nhật, cái gọng này em bán 280, gọng này cũng là gọng titanium luôn, cũng là một cái thương hiệu Nhật, Tony Sam vậy nè, Tony Sam. Gọng này cũng là mới đẹp ha, nó sẽ là màu xanh, xanh đen ha, màu xanh đen đó, ngã hơi tím tím nhẹ thôi, nhưng mà cái này nó theo cái này thì nó là màu xanh đen. Độ mới cây này nó khoảng 85-90% ha, cứng cáp và foam chuẩn luôn nè. Nó có cái chỗ này nó làm để cho cái sự có cái sự đàn hồi nè quý anh chị ha, có sự đàn hồi. Rồi đo bề ngang cái này em đo được là 135-136, như vậy là khuôn mặt trung từ một nè,
quý anh chị chú bác ơi, em đo là mình xác định dùm em có những cái câu hỏi như là khuôn mặt chú đeo dừa hay không, có phải là em nhìn được trực tiếp đâu. Không nhìn được trực tiếp mà quý anh chị chú bác mình hỏi khuôn mặt anh mang được không thì cũng bó tay, tại vì em đâu có biết nhìn được đâu, phải từ xa thì mình xác định, tự mình xác định nè, hoặc là mình đây lấy cái kính của mình ra mình đo nè, thấy em đang em nè, em đo là em bỏ lọt lòng nè ha, nè từ số 0 nè, lọt lòng qua đây đó, qua đây nó lọt lòng nè, thì mình cũng lấy cái thước mình đo y chang vậy, 134-135 nè ha. Chứ mà bây giờ em đo thì như vậy, cái mấy anh á lấy cái thước ra, mấy anh để gì nè, để gì nè, nó đâu có đúng như vậy nè, mình nhìn nè, mình nhìn ha, nếu mà đo gì nữa nó đâu có ra chính xác đâu hả, đâu có thể nào nhìn chính xác đó. Rồi hỏi em chứ đeo vừa không, bây giờ em thí dụ em nói vừa đi, em nói vừa cái về mang vừa cái đổi thừa em, sao hôm đó anh nói em nói mang vừa, thì nhiều khi cái kích thước, tại vì mình kích thước của mình đưa ra nó không đúng, mình phải để cái như vậy nè đó, để vậy nè ha, thì nó sẽ chuẩn hơn. Thì em đo như này thì quý anh chị đo như vậy là mang vừa rồi đó. Thí dụ như nó nhích vô một số 1 ly 2 ly thì đâu có đáng kể, khi nào nó nhích ra tới 140 mới có đáng kể nha. Rồi cái này như vậy là khuôn mặt từ 135 đến 150 mang vừa ha, từ 135 đến 150, và cái này em đo đây nó ra tới 155 mang được nè. Cái này thì từ 100 để mang vô cái. Rồi cái này hơi phải từ 140 đi, từ 140 trở lên mang mới vừa nha. Nó cái kiểu bo tròn này nó hơi rộng. Từ 140 đến 150. Nếu mà mang phù hợp nhất là 145 đến 155 ha. Từ 145 đến 155. Bề ngang tròng là 52, bề ngang cầu kính là 19, chiều dài càng 140, bề cao tròng lên được là 33 đó. Cái này thì cái tròng nó cũng là tròng cận loạn, không có xài được, em phải chỉ bán cái rộng. C6 dùm em, C6 208. C6. Một cái kính, em cái này cũng bán cái rộng thôi. Cái này nó hai tròng nhưng mà ở trên á thì nó là cận, rồi ở dưới này nó lão, nhưng mà lão thì bị loạn nữa, cho nên là nói chung là cái cặp tròng này không có xài được cái gì hết ha. Cặp tròng này không có xài được gì hết, chỉ bán cái rộng thôi. Cái gọng này mới cao, cái gọng này gọng Nhật và gia công tại Trung Quốc nè. Hả? Sản xuất tại nước thứ ba. Đây, nước thứ ba nhưng mà cũng là nhà máy Nhật họ sản xuất không à. Gọng mới cao ha, đúng không chị chú bác? Độ mới cao. Mới cây này thì nhìn chung là khoảng 90%. 90%. Đo bề ngang cây này. Bề ngang cây này là 135, như vậy là khuôn mặt trung. Khuôn mặt trung ha. Khuôn mặt trung từ 140 giùm em, cây này phải từ 140. Mang cho đến 150 ha, từ 140 đến 150. Chiều dài càng là 140, bề ngang tròng 53, bề ngang cầu kính là 16, chiều cao tròng lên được là 38 đó. Này. Rồi, chốt giùm em cái gọng này 150 giùm em, mã C7. C7 150k. Một cái kính lúp đeo mắt nữa của Hazuki nữa, mà gọng nhựa. Gọng nhựa ha. Cái gọng này thì bây giờ này, hãng nó làm cái gọng này không à, nó không làm gọng titan kia nữa. Made in Japan, cũng là 1.6x. Cây này thì khi mà quý chị chú bác mình quan sát thì rất là nét nha, trong vắt luôn nè, rất là nét trong vắt nha. Đó, đó, thấy không? Rất là nét trong vắt. Nhưng mà nó có vài vết trầy, nên vết trầy thì không ảnh hưởng. Cái gọng ha, cái tròng Hazuki này á, tuy là nó chày chứ nhiều khi nó còn đẹp, nó trong, khi mình mang vô nó trong, nó dễ chịu hơn là so với cái kính mới nữa. Kính mới hàng mà giá rẻ nữa. Đó. Chứ một cây này nó tới gần 20.000 yên mà, chứ đâu có rẻ đâu. Resize hả quý anh chị chú bác, tại vì cái dạng này là nó dạng kính lúp cho mọi người mà dùng để đọc sách hoặc là làm việc à, nó tương đương với 2.5 lão. Em bán cái này 200k do nó chạy xước đó, nó có vết chạy xước. 200k, mã C8 giùm em. Một cây kính cận loạn
cũng là cây cận luận, em bán cái gọng thôi. Cái gọng này thì khỏi nói rồi, đẹp long lanh luôn nè, nhìn cái nước trồng đó nè, đó. Bóng loáng luôn ha, không một vết bông tróc trầy xước gì hết. Trồng thì coi như là không xài được ha, trồng cũng là trầy luôn rồi chứ cũng không có được mới nữa. Trồng cận loạn ngoài trầy. Đó, láng ống bon luôn ha, láng ống luôn. Cây này láng ống luôn, đẹp xuất sắc luôn. Đó. Cây này rộng titan nha quý anh chị, rộng titan và nó của hãng Titanot. Nè, Titanot do Marumen sản xuất, nội địa Nhật. Rộng titan cho nên nó cầm lên nó rất là nhẹ. Rồi, đó mày nghe cái này được cái là cặp chân mài của nó sẽ là kim loại luôn, titan luôn. Em đó mày nghe cái này nó được 138, 137 như vậy là khuôn mặt vẫn là khuôn mặt trung. Nhưng mà cái này nè, cái dáng mắt nó cao lên thì đối với cái này thì mặt mình phải từ 145 men nó sẽ phù hợp hơn. Cho đến 150 ha. Từ 145 đến 150. Còn nếu 140 là dành cho những anh chị chú bác mình thích cái kiểu cái trồng nó to. À, tại vì khi mà khuôn mặt 140 á thì đeo cái này vô nhìn sẽ thấy cái trồng nó to ha. Trồng nó to. Chiều cao trồng cây này được là 45 44, chiều cao trồng 44 ha. Bề ngang trồng là 58, bề ngang trồng là 56, bề ngang cầu kính là 16, chiều dài càng 140. 140 cực kỳ đẹp luôn. Chốt giùm em cái này 208 mã C9. Cái gọng nghe quý anh chị, cây trồng thì nó là cận loạn rồi. Sen là cận loạn ha. Một cái gọng nhựa 3 độ lão. 3 độ lão. Đây, trồng kính 3 độ lão. Trồng này trong còn đeo rất là rõ nét luôn nha. Đây, nè. Rất là rõ nét. Trồng lão nghe quý anh chị chú bác. Trồng lão. Có vết xước. Có vết xước nè. Có những cái vết xước lấm tấm như lông mèo vậy đó. Gọng này thì được cái là gọng nhựa và nó chạy dọc cốt kim loại phía bên trong. À, thương hiệu không có để thấy thương hiệu. Thường những cây này họ sẽ có cái tem lủng lẳng đây nè. Và những cái cây này khi mua mới nó khoảng rơi vào khoảng 7-8 ngàn yên. 7-8 ngàn yên tương đương với bây giờ thì nó khoảng 1 triệu 1 triệu 1 triệu 2 triệu 3 gì đó. À. Rồi. À, một cái chiều ngang của nó nè. Chiều ngang của nó là 120 em đo đây nha. Đây thì nó được 128 của chị, dành cho khuôn mặt cũng nhỏ chứ không to nha. Khuôn mặt nhỏ, tối đa mình có thể mang được 140. À, từ 140 trở xuống dùm em đối với cây này. Chiều dài càng của nó sẽ được là 130. Bề ngang trồng của nó sẽ được là 52. Bề ngang cầu kính của nó sẽ được là 42. Ủa, bề cao trồng là 42. Bề ngang cầu kính của nó là 10. Rồi chốt dùm em cái này 90k. Lão 3 độ ha, lão 3 độ 90k. Mẫu này thì ở nhà mình thì chú bác nam nữ đều mang được hết. À, mấy cô mang cũng được. C10, chỉ cần kích thước nó vừa như vậy. Nhưng mà cái mẫu này nghiêng về nữ tại vì nó nhỏ. Mã C10 giùm em ha, C10 90k. Giá này chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Mình chuyển khoản thì em mới bao ship, còn ship code thì quý anh chị mình trả phí vận chuyển giùm em. Một cây kính lão nữa, cây này thì cũng gọng nhựa đen và gia công tại Trung Quốc nè. Made in China, gọng nhựa đen. Gọng này mới. Gọng này mới ha. Gọng này đẹp long lanh lấp lánh. Gọng này thì bên trong không biết là bên trong nó không có cúp kim loại hay sao á. À, không có kim loại. Thấy cũng dẻo cứng quá nè. Đó. Cây này cũng 3 độ lão nha. 3 độ lão. Trồng cây này cũng còn rất là trong, đẹp luôn nè. Trong đẹp luôn ha. Đó. Xước thì cũng có vết xước nha. Vết xước có chứ không phải là không có. Vết xước như một những cái sợi lông mèo đó, xước qua xước lại do cỏ xác á. 3 độ lão, cây này thì gọng mới toanh, rộng đẹp. Bề ngang em đo được, cây này nhỏ nha. Khuôn mặt nhỏ đây. Bề ngang cây này em đo được 131, 130, 131 nhỏ. Đây, tối đa cây này quý anh chị chú bác mình mang được 145. À, 145 trở xuống giùm em vừa cái cây này. À, chiều dài càng của nó sẽ được là 140. Bề ngang trồng sẽ được là 50. Bề cao sẽ được là 34, 33. Và bề ngang cầu kính là được 16. Chốt giùm em cái này 70k. Mã C11 giùm em 70k. Những cái cây này mua không có, mua nó xứng đáng đồng tiền nha quý anh chị chú bác. Xứng đáng đồng tiền, chỉ có vài chục ngàn mình có cái kính lão mình mang. À, có kính lão không cần phải cắt ha, có sẵn.
hoặc là mình để dành xe cua, để cái góc nào đó có ăn cây đôi lúc cần mang cũng được. Rồi thêm một cây nữa, cây này cũng 80 ngàn. Cây này á, này nó cũng là hàng sản xuất tại Trung Quốc nha. Em sắp có về thêm một ít cây mới toanh luôn, cái tem mát đầy đủ, nhưng mà cái cây đó, những cây đó đều sản xuất tại Nhật. Đây gọng này màu đen, ai thích màu đen thì lấy cái gọng này mới cao, nhưng mà gọng này thì giá rẻ nha, hàng giá rẻ. Cái này nó 2 độ lão chuẩn luôn. Cái trồng của nó trong nè, trong không có vết chày nha, nè trồng không có vết chày, trong đó, trong vắt, 2 độ lão, 2 độ lão ha, gõ nét luôn. Rồi đôi bề ngang, cái càng cái gọng thì thôi, cái bỏ qua cái gọng đi. Cái gọng này là giống như mình mang thời gian, nếu mà nó hư thì mình vứt đi, con cũng không có nhiêu tiền hết. Cái này em đo được 132, thật ra thì nó vẫn là khuôn mặt nhỏ nha, khuôn mặt nhỏ. Nhưng mà cái cây này thì được 145 mang được, 145 mang được thoải mái nè, 145 mang thoải mái luôn ha. Từ 145 trở xuống giùm em. Chiều dài càng cái này được 130, bề ngang trồng cây này được là 56, chiều cao trồng lên được là 46, bề ngang cầu kính nè được là 14. Rồi chốt giùm em cái này 80k C12 giùm em ha. C12 chốt đơn là C12 giá 80k. Nói chung là kính có sẵn như vậy nè, độ nó sẵn như vậy thì là đa số là kính hàng giá rẻ nha quý anh chị. Còn kính mà hàng xịn xịn thì phải cắt mới, không có cắt, không có sẵn đâu. Một cái kính lão nữa nè, cái này 3 độ lão, cái này thì xịn, cái này thì cái gọng nó tốt hơn những cái gọng hồi nãy giờ. Cứng cáp dày dặn nước mạ đẹp ha, cứng cáp hơn, dày dặn hơn, đó, có độ dẻo, và cái kiểu thiết kế cũng, cái mẫu dáng kính cũng đẹp. Rồi đó mình nghe, cũng là hàng Nhật sản xuất tại Trung Quốc luôn ha. Cây này cũng nhỏ quý anh chị ơi, cây này em đo đây chỉ có 124-125 gì thôi nè. Nè, có 127 thôi. 127 khuôn mặt nhỏ ha, khuôn mặt này chắc thứ nhất nam thì sẽ nhỏ, hai là nữ. Đó. Cây này nên thật ra thì tối đa mang được 145 ạ. Nè, nó có độ giãn nở ra này, tối đa 145 được nha. Đeo không có đau tay. Chiều dài càng của nó là 135, 135. Chiều cao trồng lên được là 39. Bề ngang trồng nè, bề ngang trồng được là 50, bề ngang cầu kính là được là 17. Cây này chốt giùm em 150, trồng đẹp. 3 độ lão, trồng không có vết xước nha. Trồng trong nè. 3 độ lão 150k mã C13 giùm em. Em có kính Ray-Ban, kính dán thể thao Sport. Cái gọng này là gọng thủy tinh luôn. Gọng thủy tinh. Cái cây này nó chỉ có một cái điểm lõi nhẹ thôi nè, đó chúng ta sẽ thấy luôn ha. Đó là hai cái vết xước, cái vết này nó kiểu nó bị mòn đi, nó mòn đi. Đây một vết nữa nè, nè một vết đây ha, viên vết trên này. Nhìn từ xa chúng ta sẽ cũng không thấy rõ ha. Đó, một vết đây, viên vết đây. Đó. Còn lại đẹp, trồng thì đẹp ha, trồng nó có một vết xước nhỏ đây nè, nè chỗ này. Trồng thủy tinh nha quý anh chị, trồng Ray-Ban, trồng Ray-Ban. Đây BL. Cái này nó sản xuất tại Ý á. Nếu mà một chữ bên là đây là sản xuất tại Ý. Ray-Ban ha. Bên trong này nó sẽ in cái chữ Ray-Ban. Ray-Ban. Cái cây này là mã của nó là RB3023. Và cái này nó có cái bản lề lò xo nè ha, bản lề lò xo. Cây này độ mới phía sau càng rất là mới nha. Nè, rất là mới. Ray-Ban đẹp long lanh lấp lánh luôn nè, mà chỉ có vết xước ở chỗ đây với đây, những cái này là do cọ sát với nhau á. Còn lại trồng đẹp ha, trồng đẹp, trồng thủy tinh, trồng thủy tinh. Đây, rồi em đo bề ngang cây này. Cây này em đo bề ngang, bề ngang cây này á thì được khoảng 130, đo sát trồng này 137. Như vậy là khuôn mặt trung ha, khuôn mặt trung. Cây này á thì 100 từ 137 quý anh chị mang được, tối đa cái này 150 nè, tối đa 150. Chiều dài càng cây này sẽ được là 130. Bề ngang trồng sẽ được là 56, chiều cao trồng lên được là 34, và bề ngang cầu kính nè, bề ngang cầu kính được 20. Cây này giúp giùm em 700k mã C14 giùm em.
C14 700k. Khi giao cho cả nhà em sẽ có cái hộp giao cho mình ha, có cái hộp, để trong cái hộp một cái gọng kính, cũng là một cái gọng titan, đây coi coi, Make in Japan luôn. Đây, gọng dẻo nữa nè, y chang với gọng nãy ha, gọng dẻo ha, gọng dẻo. Cây này thì ở cái phần càng đó nè quý anh chị, nó có vài vết sần này ha, vài vết sần ha, nhưng mà độ mới cũng còn cao lắm đó, Make in Japan. Cái cây này cái càng của nó rất là ngộ, càng nó bám giữ vô rất là chặt, khi đeo á bám giữ rất là chặt. Có thương hiệu nha, thương hiệu SM21 vậy nè, SM21 vậy á. Đây SM là tức là dịch là Super Mori, Super Mori. Đo bề ngang, bề ngang cây này em đo chỗ này nè, đo chỗ này thì được 125. Để em đeo vô thử coi. Cây này thật ra là nó dạng giãn nở đeo á, nó giãn ra đeo cũng không có chặt. Rồi để đo bề ngang coi. Cây này tối đa mình mang được 145 nha quý anh chị, tối đa 145 mang thoải mái luôn á. Nè 145 mang thoải mái, dán chuẩn luôn ha, tối đa 145. Cây này thì cái trồng của nó hiện tại được 1.5 độ lão chuẩn nha, 1.5 độ lão chuẩn. Bên này chiều dài càng nó để đây là 140, 140 bề ngang trồng 47, bề ngang cầu kính là 20. Gọng của nó giống như gọng tâm, gọng dẻo luôn đó. Gọng tâm, gọng dẻo ha. Đây kiểu dáng nó như vậy nè đó, gọn nhẹ. Chiều cao trồng thì lên được là 29 giùm em, 29. Trồng không có vết chày xước nào hết, trồng đúng 1.5 độ lão. Chốt giùm em C15. Em bán cái này 200k ha. Cái gọng hai bên càng của nó là nó hơi có vết nhâm nhâm nè. Thật ra thì đeo không thấy nha, nhưng mà khi sờ vào nó sần sần á, nó sần sần từ khúc này nè. Đó, có vết đen này ha. 200k cho cái cây này, mã C15, C15 giùm em. Một cái kính, cây kính này á, quý anh chị đừng bỏ qua. Em bán cái cây này hôm trước á, em bán cũng được là 18 cây. Hôm nay em còn có 2 cây em lục ra đây nè. Cây này á, cái trồng Polaroid và trồng của nó đeo mát mắt dữ lắm luôn. Làm việc nè, chạy xe nè, chạy xe đạp cũng được ha. Của Celeste Techno này là một cái thương hiệu của Nhật, chuyên về những cái kính như vậy luôn, chuyên về những cái kính này. Họ làm những cái kính trồng Polaroid phân cực như thế này nè, nè phân cực như thế này rõ nét luôn hả, chưa. Giá của một cái kính này đâu có rẻ đâu quý anh chị, tới 17.000 yên. 17.000 yên bây giờ tương đương với nó cũng khoảng gần 3 triệu, gần 3 triệu ha. Một cái cây kính này nhựa tốt nghe, không phải là nhựa cứng. Có những cây nhựa thô mình cầm lên biết, còn cái nhựa này nè nó dẻo. Nhựa dẻo là nhựa, cái loại nhựa này nó bền á, nhựa bền ha. Cây này mới 100%. 100% thì cái cây này em cũng bán cho cũng mười mấy anh rồi ha. Mười mấy anh đã xác nhận giùm em đi. Đó, có cây này mang đã không? Mang rất là im, im mắt ha. Mát mắt, và cái tầm nhìn nó rộng nè. Tầm nhìn nó rộng ha. Đeo mình chạy xe đạp nè, mang trong khi mình lao động cũng chẳng cũng được ha, chạy xe máy cũng được. Cái bề ngang em đo lọt lòng phía bên trong, cái này thật ra nó ôm mặt nha, nó ôm mặt, ôm theo cái kiểu trong này nè. Nhưng mà để coi coi. Đúng rồi, nó ôm, nó giữ phía bên trong này nè. Khuôn mặt mình nhỏ nhất phải đo đây nè. Đo đây nè, nó nhỏ nhất là 135 đi ha. Từ 135 mình có thể mang được tối đa cái này tới 160 luôn. Đó, tức là nó dạng resize từ 135 đến 160. Celeste Techno ha. Mới, đẹp, long lanh, lấp lánh, xịn. Cây này chốt giùm em 250, 250k ha. 250k, mã C16. C16, 250k cây này. Cây này mua là không hối tiếc ha, mua về là xài mát mắt lắm. Bảo hộ lao động cũng im mà chạy xe cũng im. Cái cây này chạy xe đường dài á quý anh chị, chạy đã lắm. Nó giống như, thật ra nó cũng giống như mà cái mà cái kính của cái nón bảo hiểm mình mà sập xuống vậy đó. Rồi, một cây kính cặp chân mày, cây này cũng quá đẹp nè. Cây này hôm qua em kia nhìn có một cây sáng nay hay hôm qua gì đó. Có kiểu giống giống vậy mà mấy anh hỏi quá trời nè.
cái nhưng mà cái cây kia thì như là em bán 180, còn cây này thì nó là 220. Cây này nó sẽ hai trồng quý anh chị, hai trồng ha. Đây, hai trồng. Cái viền của nó đẹp không? Cái viền này là viền kim loại luôn ha, kim loại luôn. Đó. Của thằng Edmund ha, Edmund này, Edmund này là cũng là hàng nội địa Nhật luôn nha. Edmund. Gọng này gọng hợp kim nha quý anh chị. Hợp kim nó sẽ gồm có là nickel, chrome, đó. Dạng như hợp kim nó để sẽ để là alloy á. Rồi, em đo bề ngang cái này ha, đo bề ngang cái này. Gọng còn mới khoảng 85%. Bề ngang cái này em đo được 136 nè, 136 như vậy là dành cho khuôn mặt trung. Nhưng mà đối với cái cây này khuôn mặt trung cứ cao lên thì mình phải từ 145 là mang nó đẹp ha, cho đến 155 nha, từ 145 đến 155. Còn nếu mà 140 mang thì xin lưu ý giùm em là nếu mình thích cái kiểu trồng rộng thì 140 mang được. Rồi, trồng này thì trồng mica ha, đó. Cây này là hai trồng, ở trên này 0.25, ở dưới này 2 chấm ha. Em bán cái này C17 giùm em ha, 220k. C17 220k. Nhưng mà quên xin lỗi quý anh chị nha, em nói cái này nè. Thì cái giá này em bán cái gọng thôi. Cái trồng này em đo là như vậy, nhưng mà cái trồng này nè, nhìn cái phần mình nghi nó muốn hư. Tức là nó gọn sống rồi ha. Nó gọn á, mình nghiêng góc là mình sẽ thấy nó gọn. Bên ngoài nhìn mới thấy, còn nhìn trên này sẽ không thấy. Nó gọn ha. Thì cái này em bán là giá 220 này là cái trồng. Cái gọng. Còn cái trồng thì em có báo tình trạng nha. Báo tình trạng. Rồi C17 giùm em ha, C17 220. Em đo cái chiều cao trồng chưa? Chiều cao trồng nè. Chiều cao trồng lên được là 43 ha, 43. Đó. Bề ngang trồng thì được là 58, bề ngang cầu kính là 16. Chiều dài càng thì cái này 140 xiền rồi. C17 giùm em, 220. Một cái kính mát. Kính mát. Cái này 100k, cái này thì cái gọng của nó giống như gọng màu, nó giống như màu titan vậy đó. Màu titan xám. Cái này thì xuất xứ nó không có nha, xuất xứ nó không có. Trồng còn đẹp nè. Trồng không có vết, có vết chày nhẹ bên đây nè, có vết chày nhẹ bên đây. Đây, có những cái vết chày bên đây ha, phía bên này, còn đây trồng đây bên đây không có vết chày. Vết chày hay vết bụi nữa. Vết chày nhẹ nè. Đó, ha. Kính này thì dùng để mình đi làm, không có phân cực ha. Không có phân cực. Rồi, em đo bằng ngang cái này. Gọng titan hợp kim cái gọng này nó giống titan nha, hợp kim. Nó cứng cáp. Bề ngang cái này đo được tới 140 đặng quý anh chị à. 140 là vậy, cái này to nha. Cái này dành cho khuôn mặt từ 150 giùm em. Từ 150 mang mới vừa cây này. Từ 150 cho đến 160 luôn mới vừa cây này. Rồi chốt giùm em cây này. Chiều dài của nó thì chiều dài càng của nó được 120. Chốt giùm em cây này 100k ha, 100k. Mã của nó là C18 giùm em, C18 100k. Một cái kính lão này thì nó là một độ, nó mới. Cây này thì nó mới long lanh lấp lánh luôn. Và cây này thì cũng là sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà nó mới. Và cây này nó có một cái nè, nó có cái bản lề lò xo nè ha, bản lề lò xo. Cây này mới toanh luôn nha, mới 98-99% bóng loáng luôn, từ trồng cho đến gọng luôn nè. Cây này thì dành cho nữ một độ lão. Em đo bề ngang nữ, nhưng mà nam ở nhà mang ở nhà cũng được mà quý anh chị chú bác. Bề ngang cái này em đo lọt lòng nè, lọt lòng thì nó chỉ có 130 thôi, khuôn mặt nhỏ nha, khuôn mặt nhỏ. Cái này gia công tại Taiwan nè, tối đa cái này mang được 145 ha, tối đa 145, made in Taiwan. Gọng cũng dẻo lắm nè, có độ dẻo nè. Bề ngang trồng một độ lão, bề ngang trồng 50, chiều cao trồng nè, chiều cao trồng 24-25 ha. Đó. Độ mới cao. Chiều dài càng
135. Chốt giùm em cái này 100k C19 giùm em. C19 100k cho cái cây kính lão 1 độ ha, kính lão 1 độ. Made in Taiwan. Một cái gọng kính của Burberry hai cầu. Đây. Cái này trồng của nó cũng không xài được, trồng nó cũ rồi ha. Trồng nó hư rồi. Đây. Cái ve mắt của nó hơi cũ. Ve mắt zin của nó nè. Burberry ve mắt zin, cái này là dính bẩn về lau chùi. Cái càng của nó thì đẹp nè, càng nó còn đẹp. Càng cái phần này bóng nè. Burberry mẫu cổ ha. Đây bên trong nó nè. Bên trong nó sẽ để là titanium. Cái màu này là màu titan luôn nè. Màu titanium ha. Titanium hai bên không có chạy xước. Burberry bên đây thì nó bị bay cái chữ Burberry. Rồi đó bề ngang cái này hai cầu ha. Cái này kích thước to à. Cái này tới 140 đàn ạ. 140 như vậy là khuôn mặt tượng 150 trở lên nha em, nha quý anh chị chú bác. Từ 150 trở lên cây này. Mang có thể mang tới 160 được ha. 160. Từ 150 đến 160. Chiều ngang trồng nè. Chiều ngang trồng thì được là 57. Chiều cao trồng lên được là 49, bề ngang cầu kính sẽ được là 15 16. Chốt cho em cái gọng này 250, mã C20 giùm em. C20. Một cái gọng kính đẹp nè. Cái gọng này thì trồng cận loạn, cũng là Made in Japan. Made in Japan luôn. Trồng này nó sẽ màu tím đen. Màu tím đen của Sabetra luôn ha. Sabetra với Charmaine nó làm cũng gần giống với cái kiểu càng. Sọc như thế này. Rộng titan. Bóng loáng. Đẹp nha. Mới nha. Độ mới cao. Bề ngang cái này được 135. 35-36 dành cho khuôn mặt trung. Từ 140 giùm em, mang cho đến 150 ha. Cái này 155 mang cũng được, dư sức qua cầu. Đẹp. Đó. Chiều dài càng cái này được 140 nè. Bề ngang trồng là 56. Bề ngang cầu kính là 16. Chiều cao trồng lên được là 33. 33 giùm em. Gọng này đẹp mới. Em bán 500k cho cái gọng này, mã C21. C21 giùm em ha, 500k. Chuyển khoản thì em bao ship. Một cái gọng kính mát. Cái này chắc dành cho nữ quá. Mẫu này thì thật ra thì mẫu này thì chắc nam nữ đều mang được, nhưng mà thiên về nữ hơn. Đây. Thiên về nữ hơn. Cái này của Thụy Sĩ ha. Nè, Wismacher Thụy Sĩ luôn nè. Wismartner trồng kính mát của thương hiệu ha. Wismartner của Thụy Sĩ. Cây này thì cái trồng nó còn đẹp lắm nha. Trồng đẹp, cái gọng cũng vậy. Cái này nó có một vết xước chỗ này nè quý anh chị. Cái vết xước nhẹ chỗ này nè. Cái này nó không biết là dính xước hay dính bẩn nữa. Xước. Gọng thì đẹp. Đây, gọng giả đời mòi dọc. Chạy dọc cúc lỗ phía bên trong nè. Bên trong đẹp bóng nè. Rồi, đo bề ngang cái này. Bề ngang cái này em đo được 131-32. Như vậy là khuôn mặt nhỏ. Từ 130 quý anh chị mang được tối đa cái này, mang được có thể mang được tới 145. 145 ha, 145 mang là vừa vặn luôn. Chiều dài càng cái này sẽ được là 145 luôn. Chiều dài càng cũng 145. Chiều cao trồng thì được là 45. Chiều ngang trồng được là 50, 50. Rồi chốt giùm em cái kính mát này 280k C22 giùm em. 280k. Một cái kính có hộp. Cây này thì trồng của nó là cận loạn rồi. Bỏ qua cái trồng. Hộp nhung đẹp quá nè.
học chung luôn. Một cây kính đẹp chưa, nhưng mà cái cây này á, là cái trồng của nó là trồng cận, trồng cận mà nó có độ loạn, cận loạn ha. Cái trồng công nhận thiệt, những cái kính mà cận á, thường cái trồng rất đẹp, cầm lên cái trồng nè nhìn nó rất là bóng loáng luôn. Cây này thì phù hợp với chị chú bác về cắt cái gọng màu là đẹp nhất, còn muốn cắt cái gì cũng được ha, tức là cắt lão cắt cận gì cũng được hết. Và cây này, này hiện tại nè, coi cái màu đó ha, cắt cái màu này với cái trồng này rất là phù hợp luôn nè. Đó. Rộng titan đẹp xuất sắc luôn, bóng loáng luôn nha quý chị chú bác. Của Rolling Stock, Rolling Stock đây, R. Rộng titanium. Rộng titanium Rolling Stock. Bản lề lò xo. Mã nè, R0704. R0704 nha, cây này thì thường mua chắc cũng 7-8 triệu gì nè, cây rộng kính này. Rộng đính của Rolling Stock, ngoài rộng titanium á. Đẹp không tì vết. Rồi, em đo bề ngang cây này. Cây này á thì bề ngang em đo được 138 quý anh chị, 138. À, 138 nó vẫn nằm trong khuôn mặt trung. Khuôn mặt trung như em thì mang nó vừa vặn quá nè. Từ 140 quý anh chị cho bác mang được tới tối đa 150 ha. Ta. Tối đa 150 giùm em cây này. Chiều dài càng là 140. Chiều dài càng 140, bề ngang trồng là 56, bề ngang cầu kính là 16. Chiều cao trồng thì được là 39 giùm em. Độ mới rất cao. Chốt giùm em cái này 600k cho cái kính này ha, 600k. 600k. Mã của nó là C23 giùm em. C23 600k cho cái cây kính. Em bán cái gọng thôi nha. Còn cái trồng đó là trồng cận loạn. Trồng cận loạn. Một cái thôi, kính này bỏ qua, kính này nó cái trồng nó hư. Cây này là lão 2 độ, 2 độ. Riêng cây này có những cái cây nó gần giống vậy, nhưng mà cái cây này nè quý anh chị. Hàng Nhật luôn đó, hàng sản xuất tại Nhật luôn đó. Cái tem mắc thôi chứ cái cây này sản xuất tại Nhật, cái trồng của nó đánh giá so với những cái cây mà em bán 7-80 là nó tốt hơn nha. Trồng trong hơn, đẹp hơn, tốt hơn. Cây này 2 độ lão và cái gọng nó cũng cứng cáp hơn nhiều. Em sắp về một ít thôi, chừng đâu được có chục cây ngoài gì đó, là cái kiểu kính như thế này à, và nó có còn tem mới luôn, nó có độ sẵn luôn như nè. Đó. Nhưng mà cái cây đó khi về chắc em bán cũng giá nó hơi cao hơn tí, tức là nó khoảng rơi vào khoảng 300 đổ lại gì một cây á. Đây, hai cầu ha, đẹp. Gọng này thì thay vô tư, gọng này gọng tốt, còn cứng cáp dày dặn, gọng hợp kim nha. Bề ngang cái này to như quý anh chị chú bác, bề ngang cái này to. Nếu mình mang ở nhà thì mình mang đọc sách nữa thì cũng không cần thiết với coi cái này, tại vì cũng không sợ nó gớt. Cây này bề ngang tới 141. Như vậy là khuôn mặt của mình phải từ 140, 145 dùm em trở lên cho đến 155 ha. 145 đến 155 dùm em mang vừa cây này. Chiều ngang trồng của nó sẽ được là 57. Đó. Chiều cao trồng lên được là 48. Bề ngang cầu kính được là 15. Đó. Cây này trồng đẹp nha, không có vết chày xước nào hết. 2 độ lão, chuẩn 2 lão. 200k cho cái cây này, mã C24 giùm em. À, quý chị chú bác đang 2 độ lão thì có thể mua cây này về mang luôn. Trồng không có vết xước. Một gọng kính đẹp, gọng kính của Rolling Stock. Cây này chắc dành dáng của nữ quá quý chị chú bác. Mẫu này nè, cây này nó là bọc vàng, nhưng mà nó có một vết lõi thì em sẽ báo lõi đây luôn. Cái trồng của nó thì khỏi bỏ qua, trồng này nó cận loạn rồi. Đây kiểu nó nè, kiểu cũng đẹp ha, kiểu mặt tiền ở phía trước đẹp quá nè. À. Của Rolling Stock, đây Rolling Stock dòng Andina. Cái chiều dài càng nó để cho này là 130 nè. Đây nè, nó một cái vết lõi đây nè quý anh chị. Cái miếng nhựa này nè, nó vết bể một cái bên này ha, nó bể một bên. Đáng lẽ là nó còn một tí đây nè, phải không? Sao nó không làm dọc xuống đây cho nó khó bể mà nó làm gì đó, làm một chút xíu đây, dặn ốc đây nó bể hay bị bể chỗ này, đó bể khúc xíu nè ha. Đây còn cầu kính nó sẽ khắc nè, 12k, 1/20 12k, bề ngang cầu kính là 16,
rộng phần kim loại thì ở phần nhựa thì đẹp nè, chạy dọc cúc kim loại phía bên trong đó. Rồi em đo bề ngang cái này nhỏ thôi, dáng cái này đẹp. Vậy cái này dành cho nữ, bề ngang có 125 thôi à. 125 thì đối với này thì nó khuôn mặt rất là nhỏ dành cho người nữ à, và tối đa mang được 140 này quý chị các bác, tối đa 140 ha, 140. Bề ngang cầu kính là 16, bề ngang tròng là 50. Bề ngang tròng là 50. Chiều cao tròng thì được là 34. Chốt giùm em cái gọng này 450 ha, 450 mã C25 giùm em. C25 450. Tiếp theo một cái mã nữa đó là một cái kính đổi màu quý chị các bác, một cái kính đổi màu ha, đổi màu. À, đây cây này cái hộp đẹp quá ha, hộp nhựa bên trong thì cái hình như bằng thiết. Rồi một cái kính đổi màu của Nikon nữa, một cây của Nikon trồng thủy tinh nha, trồng thủy tinh. Cây này thì trồng của nó sẽ trong à, trồng nó sẽ màu trong. Đây của Nikon, cái chữ Nikon nó dập không được nét ha. Này Nikon này. Rồi cái mã 4145 gì đó à, Nikon thì nội đi Nhật chuẩn rồi. Gọng này nó có độ dẻo nè, không biết có phải titan không nhưng mà có độ dẻo. Còn đây thì nó dập cái thông số, bề ngang kính, rồi cầu kính là 13, bề ngang tròng là 59 à. Cái này là hình giọt nước ha, hình giọt nước. Gọng thì không có vết xước nha, gọng màu đen đẹp, gọng thì trong đẹp rồi. Có cái kính nè, cái trồng kính này trồng thủy tinh đổi màu và nó sẽ đổi màu đen à, thường thì nó sẽ đổi màu đen không quý chị à. Em chưa thấy cái nào nó đổi màu cam màu à, hay là màu nâu hết à, thường đa số là màu đen như thế này à, đa số là màu đen ha. Thì cái kính này á nè, màu đen nè. Cái này thì nó đen đen nhạt như thế này nè à. Khi ra nắng ha, ra nắng càng nắng càng rắc thì nó sẽ càng đổi sậm. Cái độ trong của nó, cái chỗ này nè quý anh chị, nó có vài cái vết bị hơi xước xước hay ám ám, bị mờ đây. Cái chỗ bên đây, bên hông bên đây, khúc cái phần này nè, phần này nè đó. Em không biết là nó dính bẩn hay là sao, nhưng mà em lau thì nó vẫn chưa có ra hết đó. Chưa ra hết, em nghĩ là nó bị xước á, bị xước cái chỗ này nè. Nhưng mà cái chỗ này thì không bị nha, chỗ này không bị à. Còn bên đây thì không bị nha, bên đây thì không bị, chỉ có cái phần bên đây phần này đó. Nhưng mà nó vẫn trong trong rõ nét đó. Rồi thì cái cây này á em bán 500k à, 500k. Em đo bề ngang cây này ha, bề ngang cây này được 134-135, như vậy là khuôn mặt trung ha quý anh chị, khuôn mặt trung à. Từ 140 giùm em, mình mang cho đến tối đa 150 được cái cây này ha, tối đa 150. Chiều dài càng của nó sẽ là 125. Thì cái này là bề ngang trồng của nó là 59, chiều cao trồng lên được là 52, cầu kính thì 13. Thường thì cái giọt nước em thấy là đa số là nó 13, 10, 13. Chốt giùm em cái này 500k giùm em, đổi màu ha, đổi màu, mã C26 giùm em. C26 đổi màu, đổi màu. Một cây kính, cây này, ồ cây này 950 à. À cây này xịn, cây này xịn nha, cây này xịn. Đây, cây này xịn, cây này xịn, cây này Dubon nha quý anh chị. Cây này Dubon, Dubon hàng xịn, hàng cao cấp rồi. Make in Japan, make in Japan. Đây, đẹp chưa. Dubon, rộng titanium và cái cây này độ mới của nó 98%. Logo Dubon nè, cái viền, những cây này rất là sang ha. Dubon một cây nó cũng tương đương với một cây Rolling Stock, tức là khoảng 7 triệu 8 triệu một cái gọng như thế này Dubon ha. Và cái gọng này quá trời đẹp, mới long lanh lấp lánh, ít có gặp lắm. Dubon nó còn khó gặp hơn cái thằng Rolling Stock nữa. Đây, ve mắt mới toanh luôn nè quý anh chị, ve mắt Dubon mới luôn ha.
rộng titanium ha, rộng titanium và bản lề là so luôn nè, đẹp xuất sắc luôn. Cây này á, cái này trồng mát nữa nha, cây này trồng mát luôn nha quý anh chị, trồng mát luôn, nhưng mà cái trồng bên đây nó có một cái vết nè, một cái vết ố, vết này là cái vết này nó bị gọi là cái lớp cót nó bị hư một cái lớp, cái chỗ một điểm này nè, đó. Cái chỗ này nè, ngay trên cái đầu ngón tay của em. Còn bên đây thì trong vắt luôn, nói chung là trong vắt hết, chỉ có một cái lớp nghiêng như thế này mới thấy nè, nó không phải chày mà nó là một cái khi mà cái kính này nó sẽ có phủ một lớp cót đó, nó hư cái lớp cót đó. Nhưng mà mang biết chừng nào mới thay mới được. Cái này bề ngang đo hơi rộng nha, cái này bị tới 140, như vậy là khuôn mặt mình phải từ 150. Từ 150 à. Cái này thì 145 mang được, cái này 145 mang được. Từ 145 quý anh chị chú bác còn mang tới 155. 155 vừa cây này. Đẹp xuất sắc luôn. Cây này chiều dài càng của nó là 139 nè, bề ngang trồng là 56, bề ngang cầu kính là 17 và nó cái cách mạ của nó là y dòng latin luôn nha quý anh chị. Chiều cao trồng lên được là 34. Đẹp xuất sắc. Rồi, chốt giùm em cây này 950 giùm em mã C27 giùm em. C27 cho cái cây này ha. 950, 950k. Một cái kính đổi màu nữa quý chị chú bác mình nè, à. Một cái đổi màu nữa. Cái này thì bề ngang nó nhỏ, cái này bề ngang nhỏ. Cái này của Charmaine. Cái này cái gọng này cổ rồi, gọng này cổ và trồng thủy tinh nha, trồng đổi màu trồng thủy tinh. Trồng này thì không có vết chày nào hết luôn, cũng không có vết ố luôn. Nhưng mà cái gọng của nó hơi cổ điển nè. Gọng hơi mờ, đổi màu ha, đổi màu. Gọng hơi mờ một tí xíu, nhưng mà gọng hợp kim, những cái loại gọng này rất là bền nha quý anh chị chú bác. Charmaine của nội địa Nhật. Đó, Charmaster. Rồi, chiều dài càng, em đo bề ngang trước đi. Bề ngang cái này em đo được chỉ có 131, 132 thôi, dành cho khuôn mặt nhỏ, không to. Tối đa cái này được 145 mang được nè, 145 mang được nha, 145. Chiều dài càng là 140, bề ngang trồng cái này được là 54, bề ngang cầu kính là được 15, 15 ha. Chiều cao trồng cây này được là 44. Đây, ve mắt thì cũ, ve mắt thì cũ, ve mắt Charmaine luôn. Đó. Rồi, chốt cho em cây này 350 thôi, 350k ha, 350k mã C28 dùm em, C28. Cây này thì không bằng cái cây hồi nãy, cây dáng kia nó đẹp hơn. Ai thích mang thì mang, tùy theo người sở thích. Rồi, một cây kính mát dành cho nữ. Dành cho nữ. Cây này cũng là hàng nội địa Nhật luôn. Trồng đẹp xuất sắc. Đây. Gọng đẹp luôn, gọng mới nha. Đây. Và cái gọng, cái hàng thương hiệu của Nhật. Đây. Ở đây nó có kết hợp với một miếng titan nhỏ trong này. À, điểm nhấn, một miếng titan. Bên trong, trong vắt luôn. Bên này nó tím tím là cái này nó chống tiêu UV ha. Chống ánh sáng xanh. Nè. Chống tiêu UV tới 400 nè. Chống tiêu UV 400. Thương hiệu iRay của Nhật ha. iRay. Và có cái website của Nhật nè. izonjapan.co.jp. Trồng Polaroid. Trồng Polaroid ha. Rồi, em đo bài ngang. Dành cho nữ. Độ mới cao. Cái này em đo bài ngang. Cái này được 135. Như vậy là khuôn mặt trung. Từ 135, quý anh chị chú bác mình mang được tới 150 được đối với cái cây này. À, tới 150. Chiều dài càng thì cây này đo được là phần này được 120 ha. 120. Đó, đẹp, long lanh, lấp lánh luôn. Chốt cho em cây này 300k. 300k mã C29 dùm em. 300k. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Quý anh chị chú bác mình chuyển khoản thì em bao ship. À, và chắc ăn 100% là mua mới, khách mới là phải đặt cọc giúp em. Nếu mà không có đặt cọc là em không có chốt được đơn. À, em sẽ nhường cho ai đặt cọc, ai chuyển khoản. Một cái gọng kính của Nhật luôn. À, Takeo Kikuchi. Takeo Kikuchi, nội địa Nhật ha. Nghe tới Kikuchi là biết nội địa Nhật rồi. Takeo Kikuchi. Bên này nó khắc cái thông số. Chạy dọc cái loại phía bên trong tới đây luôn ha, chạy dọc phía bên trong luôn.
Cây này thì cái phần nhựa nó không mới bằng cái phần cây nãy, phần nhựa nó cũ hơn. Cái trồng thì đẹp, trồng trong rõ nét, trồng cũng có vết xước nha, có vết xước nè, vết xước nè, bên đây thì trong, có vết xước nè, vết xước đó. Vết xước ở trên mặt thôi chứ không phải là vết xước cắn vô bên trong đó. Rồi dáng cũng đẹp lắm nè. Đo bề ngang cây này, bề ngang cây này đo được 135 dành cho khuôn mặt trung, từ 135 đến 150 mang vừa. Chiều dài càng 143, bề ngang trồng 53, bề ngang cầu kính là 19, chiều cao trồng lên được là 43 đó. Cây này chốt giùm 200k, kính mát, cây này mang vẫn trong vắt nha. Rồi chốt giùm em 200k, mã C30. C30 một kính lão, một kính lão nữ. Mẫu này thì nam nữ đều mang được, nhưng mà cái dáng này thì riêng về nữ hơn, ở nhà mang. Trồng này thì nó được 3 độ lão, 3 độ lão. Đây. Đó. Không có hiệu ha quý anh chị, trơn lùi luôn. Mà gọng này cứng. Bề ngang cái này em đo được nè. Bề ngang cái được 130, 130 dành cho khuôn mặt nhỏ. Tối đa cái này mang được 140, tối đa 140. Chiều dài càng thì được là 135. Chiều cao trồng lên được là 43. Bề ngang trồng thì được là 52. Bề ngang cầu kính được là 17. 17. Trồng trong ha quý anh chị, trồng trong. Chốt giùm em cái này 150 giùm em, mã C31 3 đầu lão. C31 3 đầu lão. Một cái gọng kính bảo hộ. Một cái gọng kính bảo hộ đây. Bảo hộ đi chạy xe. Đó. Nó sẽ chống tiêu UV. Chống tiêu UV. Trồng đẹp. Có một vết xước nhỏ ở đây. Xước như lông mèo thôi. Cái này thì khuôn mặt nhỏ không to. Bề ngang cái này em đo được chỉ có 130, 33 thôi, khuôn mặt nhỏ nha. 133 tối đa mang được thì nó đâu đó 145 thôi à, nhỏ. 140 đi chứ 145 mang nó chật đó. 140 à. Trồng trong rõ nét. À, dùng để làm việc, chạy xe cũng được, bảo hộ mà. 70k giùm em cái này, C32 giùm em. C32 nha. C33 một cái kính mát của Bolis. Cây này thì cái trồng nó đẹp, trong vắt luôn. Bolis chuẩn luôn ha. Bolis. Trồng trong ha, không có vết chày nha. Đẹp. Nhưng mà phía cái càng này quý chị, cái càng này nè. Cái càng này nó bọc với ngoài bằng nhựa. Và cái nhựa này có cảm giác là nó muốn hư. Nó cầm lên nó gít gít ha. Cầm nó gít gít, mang thì vẫn tốt bình thường ha. Đây Bolis Made in Italy gõ nét luôn nè. Nhưng mà cái trồng thì đẹp xuất sắc luôn, trồng không có vết lỗi nào hết ha. Ve xịn chuẩn luôn. Đó. Chỉ có cái càng phần này nó hơi bị gít nè. Đeo thì bình thường. Đó. Đẹp, dáng đẹp, mẫu thật mới lắm đó, nhưng mà sao cái càng nó bị gì đó. Cái này em đo bề ngang ở đây nè, nó tới 140 nè, nhưng mà nó không to như vậy đâu. Nếu mà khuôn mặt mình từ 140 mang vừa cái này ha, từ 140 đến 155 giùm em ha. Từ 140 đến 155. Chiều dài càng thì nó sẽ là 125. Bề ngang cầu nè, bề ngang cầu được là 14. Chiều cao trồng lên được là 46. Bề ngang cầu kính này chắc khoảng 60 ạ, 62 nè. Trồng bao trồng ha, trong rõ nét đẹp. Chỉ có cái càng đó là bị gít gít vậy đó. Rồi, em bán cây này là 350k nha quý chị. Nếu mà nó không có bị gít như vậy thì cây này cũng em bán cũng khoảng 900 ạ. Bolix C33 giùm em. C33 350k cho cái cây này. Em vừa kết thúc 30 mã video ngày hôm nay. Em cảm ơn quý chị chú bác đã dành thời gian ra xem ha. Mình có thể chốt đơn vào số điện thoại nè, ngay góc màn hình 0392886117. Cái số này chúng ta nhắn vào Zalo giùm em. Nhắn vào Zalo hoặc là nhắn vào tin nhắn SMS, em sẽ trả lời từng người một, không có sót tin nhắn.
nếu xui xui thì cũng nhiều khi tin nhắn nhiều quá nó đẩy em không hay. Còn lại là nếu mà em ấy là em trả lời hết ha, từ từ, hơi chậm chí xíu, nếu như mà trả lời chậm cũng thông cảm giùm em. Cảm ơn quý chị chú bác đã dành thời gian nha. Chào tạm biệt.